Di pa ko pang rat khe yang Wa cha ya sam phu to si yang Wa chi duet ka ri tang hi toang Wa cha ya su cha ri tang ka re Wa chi pa ko pang ran khai yang Wa cha sam bu to si yang Wa chi rut ka ri tang hi toang Wa cha ya su cha ri tang kang reng Wa chi pa ko pang ran khai yang Wa cha ya sam vu to si yang Wa chi dut ka ri tang hi tuang Wa cha ya su cha ri tang ka reng Giữ lời đừng phẫn nộ, phóng lời kẻo bảo vệ. Từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vì ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngô vệ hết lòng. Hai, xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tài trượng phu. Dạ, đó là phổ thơ Thượng Tọa Giới Đức. Kế tiếp chị mời Kim Nhung. Dạ, bây giờ bên đi là Tâm Phương đã thấy bằng tay mà, nhưng sao kế chị kế Kim Nhung là chỉ có sương mai thôi. Vậy xin mời quý vị lên kệ để lấy phước à. Như nhường mic cho Kim Nhung nghe. Dạ, alo. Dạ. Em cảm ơn chị Rạng Đông đã cho em biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho em biết tín hiệu. Dạ, con là Kim Nhung. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ân Đức Phật. Con kính đảnh lễ ân Đức Pháp. Con kính đảnh lễ ân Đức Tăng. Con kính lễ Sư Minh Hạnh. Con kính lễ Sư Pháp Tín. Con kính lễ Cô Tư Nữ Tuệ Duyên. Con kính chào các anh chị trong lớp học ạ. Con xin đọc Kinh Pháp Cú số 232. Wa chi pa ko bang rak khai ya wa cha ya sang vu to si ya wa chi duk cha ri tang hi toa wa cha ya su cha ri tang cha re wa chi pa ko bang rak khai ya wa cha ya sang vu to si ya wa chi duk cha ri tang hi tòa hòa trà giá su cha ri tằng cha rề hòa chi ba cô bằng rắc khay ya hòa cha ya sang vô si ya hòa chi đúc cha ri tằng hi tòa hòa cha giá su cha ri tằng cha rề giữ lời đừng phẫn nộ phòng lời khéo bảo vệ từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gìn ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tày trượng phu là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic. Kính mời chị Sương Mai ạ. Dạ, cảm ơn Huynh Quát Thanh Á đã post bài ạ. Dạ, cảm ơn sư Kim Nhung. Con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc Pháp Cú 232. Quá chi bác cô bằng rắc khề giá, hòa trà giá sang quốc tổ xí già. Quá chi đúc cha ri tăng hít tòa hòa cha giá su cha ri tăng cha rề quá chi bắc cô bằng rắc khề giá hòa cha giá sằng vũ tô xí già quá chi đúc cha ri tăng hít tòa hòa cha giá su ri
su cha ri tăng cha rê và chi pa cô bằng ta cha rây ya và cha ya san hu to si ya và cha du cha ri tăng hiến toa và cha qua cha rê chăng cha rê và chi pa cô bằng cha rây ya và cha ya san hu to si ya và chỉ đúc cha vì tăng hít toa và cha sura chi tăng ri tăng cha rê và chỉ ba cô băng rạc say ya và cha ya sang hồ tô si ya và chỉ đúc cha vì tăng hít toa và cha ya su cha vì tăng cha rê giữ lời đừng phẫn nộ phòng lời theo bảo vệ phòng lời khéo bảo vệ từ bỏ lời thô ác với lời một nói điều lành bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu gìn ngôn giữ khẩu phải không phải phòng khẩu ngôn bảo vệ hết lòng hay xả ly ác khẩu làm ngay trang nghiêm khẩu hạnh mới tài trưởng phu bản phổ thơ hòa thượng giới đức. Dạ kính mời cô Cẩm Vân, mời Ái Minh, mời Quỳnh Quỳnh Đó Ta Ná nhé. Dạ kính chào. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sầm Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng ngũ trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 232. Quá chi bá cô băng rát khay giá qua cha giá xâm u tô xí gia quá chi đức chá rí tăng hí to qua cha giá xú chá rí tăng chá rê giữ lời đừng phẫn nộ phòng lời khéo bảo vệ từ bỏ lời ác thô với lời nói điều lành bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu gìn ngôn giữ khẩu phải phòng khẩu ngôn huệ hết lòng mới hay xả ly ác khẩu làm ngay trang nghiêm khẩu hạnh mới tài trượng phu bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Dạ, cảm nhận đã ôn bài xong, mến mời bằng tay ship Ái Minh. Dạ, sa thú lành thay, kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thanh Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đức Pháp Tính, cô tu nữ Thâm Mới Cha Ri, cô tu nữ Tuệ Duyên. Ái Minh kính chào quý anh chị, kính chào quý thiện hữu. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 232. Kính cảm ơn quý chị đã cho biết rõ âm thanh. Qua chi ba cô bằng rắc khay giá, qua cha giá thần vô tổ si già. Qua chi đức cha ri tàng hít tòa và cha giá su cha ri tàng cha rề. Qua chi ba cô bằng răng khay giá, và cha giá sang vô tô si già. Và chi đức cha ri tàng hít tòa và cha giá su cha ri tàng cha rề. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ. Từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Và chi ba cơ văn ra khi già. Và cha gia sân hữu tù si già. Và chi đức cha ri tăng hi tòa. Và cha gia sư cha ri tăng cha về. Và chi văn ra khi già. Và cha gia sân hữu tù si già. Và chi đức cha ri tàng hít tòa và cha giá sư cha ri tàng cha về dình ngôn giữ khẩu phải phòng khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay
xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tài trượng phu. Phổ thơ của Hài Thượng Giới Đức. Dạ, em kính mời quý anh chị ạ. À, kính mời Dương Nguyễn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và con kính chào quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào các cô chú trong đạo tràng. À, con xin phép trả bài câu Pháp Cú 232. Con cảm ơn chú Vách Tha Ná đã bút bài ạ. Chí bác cô bằng rất hề giá hòa trà và sàn quốc quốc tòa xứ già quá chi đô cha ri tầng hít tòa hòa cha gia xuất cha ri tầng cha rề giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và chi ba cô bà ra khai ya và cha ya sang vô tô si ya và chi đô cha rì tăng hi toa và cha ya su cha rì tăng cha rèn. Từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lạnh. Dạ con xin giám mối con đọc lại. Dình ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tày trượng phu. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong rồi ạ. Con kính dừng mít đến cho đạo tràng. Dạ con Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú sa thú, kính cảm ơn Dung Nguyễn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan năm giao đạo tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên thích rạng đông cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Và cảm ơn Kim Nhung. Và sa thú lành thai. Như Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, chị Sương Mai, Dung Nguyễn, cô Ái Minh. À, cảm ơn thích Kim Nhung, thích Tâm Phương, thích Trần Đạo, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ đã chúng con đã ôn bài cũ xong, đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Pháp Tính giảng dạy từ vựng câu pháp của kinh số 233. Và cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á đã cho bài học. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng. Đỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thực, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì ơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập,
Cảm mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, định ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ từng tòa tể quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, Nam mô Bích Thai giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cúng thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp quốc kinh số 233. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Thầy Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thượng nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Quốc Kinh số 233. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần nghĩa từ vựng. Mano Bako Bang Rắc Khay Giá. Mano Bako Bang Rắc Khay Giá. Mano Bako Bang Rắc Khay Giá. Manasa Sanguto Siya. Manasa Sanguto Siya. Manasa Sanguto Siya. Mano Dukcha Ritang Hito. Mano Dukcha Ritang Hito. Mano Dukcha Ritang Hito. Manasa Sucha Ritang Chagre. Manasa Sucha Ritang Chagre. Manasa Sucha Ritang Chagre. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái học từ Mano Bako Ban. Mano Bako Ban có nghĩa là ý phẫn nộ. Ý phẫn nộ. Mano, Mano là ý, Bako Ban là phẫn nộ. Hai cái danh từ này được ghép lại thành một cái hợp từ và chia theo đó các số ít, thành ra Bako Ba, Bako Ba trở thành Bako Ban. Bako Ba trở thành Bako Ban. Mano Bako Ban, ý phẫn nộ. Kế tiếp thì chúng ta có một cái động từ rất hay giá. Rất hay giá, đây là một cái động từ được chia theo một cách, có nghĩa là cái sự giống như là mệnh lệnh cách, ra lệnh, dạ, ra lệnh. Hãy phòng hộ, rất hay giá, hãy phòng hộ. Hãy phòng hộ. Manasa, ở đầu dòng thứ hai chúng ta có danh từ Manasa. Manasa có nghĩa là ý, ý, tâm ý. Manasa là ý. Sanguto, Sanguto có nghĩa là nên thu thúc. Sanguto, nên thu thúc. Siya, Siya có nghĩa là nên là hay là thì là. Siya. Ở đầu dòng thứ ba chúng ta cũng có một cái học từ Mano Dukcha Ritang. Mano Dukcha Ritang. Mano là ý. Dukcha Vita. Dukcha Vita có nghĩa là ác, ác xấu. Thành ra do vậy mà chúng ta lấy cái nghĩa là ý, ý ác, ý ác hành, ý ác hành, ý ác hành.
Mano Đúc Trang Đi Tăng là ý ác hành. Hito là sau khi từ bỏ. Hito là sau khi từ bỏ. Đầu dòng thứ tư thì chúng ta có một danh từ chúng ta mới vừa biết rồi, Manasa. Manasa có nghĩa là ý, là tâm ý. Suchaditang. Suchaditang là thiện hành. Suchaditang là thiện hành. Suchaditang là thiện hành. Dukchaditang là ác hành. Suchaditang là thiện hành. Chare. Chare có nghĩa là sống hay làm hay là thực hành. Chare có nghĩa là sống hay làm hay là thực hành. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử hai mình rất nhiều. Mano Paco Bang Rất Thì Giá Manasa Sanguto Siya Mano Đúc Chát Đi Tăng Hi To Manasa Su Chát Đi Tăng Chá Rê. Có nghĩa là giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Và con xin được thay mặt hội chúng ở trong room và xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyên từ bi hoan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 223. Và con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyên. Dạ, không biết họ có nghe được âm thanh của con hay không, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, con xin thành kính cung kính thượng tọa Thượng Tọa Thầy Quyên từ bi hoan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 233. Con xin thành kính cung kính thượng tọa. Nam mô Phật Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Kha và Thưa Đại chúng nghe rõ không à? Để cảm ơn quý vị, chúng con đã kính đến Đức Phật với Tiếng Pháp và Chúng Tăng. Kính lễ đến vị thần là những cái Phật tính và Đức Đình Đạt cùng Chúng Tăng đang diễn diện. Kính chào đến với chương trình của Chúng Phật Tử. Dạ xin cầu vào thời gian. Arahang Samma Samyutho Phakawa Phukam Phakawan Tăng Apiwadimiswakato Fakawata Tamo Taman Namasami Sobatibando Fakawato Sawakasanko Sankhan Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ở Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ về Đức Tam Bảo hành dương hồ đến Chư Tôn Đức Tăng. Quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú mà chỉ một cái duyên sự thôi. Đó là bốn câu pháp cú mà 1, 2, 3, 4. Chỉ là một duyên sự đó. Mà câu thứ tư đó là bao gồm cho cả ba câu trên, tức là câu 334. Thì hôm nay chúng ta học cái câu tức là thân khẩu ý và cuối cùng khéo bổ về thân khẩu ý là câu 34. Thì duyên sự này khi ở tại Vê Lú Á Ná Trúc Lâm Tịnh Xá liên quan đến nếu như tỳ kheo coi như là lời tỳ kheo, chúng ta gọi là tỳ kheo lục quân á, tức là có một nhóm tỳ kheo này nó rất là nổi tiếng đương thời của Đức Phật. Thì nhóm tỳ kheo này á, là do không có thu thúc, do không có kiểm soát cái thân tâm của mình, cho nên đi những mang những cái guốc á, đi tới đi lui trên cái nền đá đó, nó nghe lóc cốc, nghe nó vang động.
Đức Phật Ngài hỏi cái chuyện gì thì khi biết được cái các vị nó đi cái quốc hồ màu như vậy đó, thì Đức Phật Ngài mới kiểm cách. Mà nói rằng một vị tỳ kheo đó, thì phải kiểm soát cái lời nói, hành động của mình, ý nghĩa của mình, thì Ngài mới nói lên ba câu, nói lên bốn câu kệ đó: giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân tâm làm hạnh lành, và giữ lời đừng phẫn, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Và câu 233 ngày hôm nay: giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành thiện lành. Và câu 34: bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Thì kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe thích nghĩa một cái câu Mano Pakupan Rakhaya. Ở đây là một mệnh lệnh: hãy nên phòng cái tâm của mình. Đó là Mano Pakupan. Trong cái tâm mình phải có cái sự gìn giữ nó để không cho cô thác hay là cô bác. Bác cô bác là sự phẫn nộ, là cô thác cũng chính là cái sự phẫn nộ. Thì nó cũng cái từ nó cũng giống nhau vậy. Thì là giữ tâm mình đừng có phẫn nộ, giữ tâm mình đừng có phóng dật, thì chúng ta mọi việc nó đều sẽ được tốt đẹp. Còn nếu như tâm mà có phẫn nộ thì hết sức là đau khổ và mệt mỏi. Cho nên ở đây nên canh phòng sự phẫn nộ của tâm. Mà chúng ta vừa thấy cái thức nghĩa đó tức là giữ tâm đừng phẫn nộ, giữ ý đừng phẫn nộ. Nói như vậy làm sao chúng ta giữ cái tâm cho chúng ta đừng phẫn nộ? Đây là một pháp tu, đây là pháp tu hết sức là lớn. Nếu như chúng ta có một cái sự thu thúc, có một sự khéo bảo vệ mà chúng tôi gọi là sangvara hoặc là su sang vũ tô, đúng rồi vậy đó, manasa sang vũ tô siya, tức là nên bảo vệ, nên phòng hộ nó. Mà sau khi mà chúng ta từ bỏ đối hành động do cái ý ác, do cái ý thiện, trên câu cuối cùng đó tức là mano manasa sang vũ tô siya mano lucharita hitoa, rồi cuối cùng cái câu này nó để chuẩn bị cho cái sự đúc kết mano ucharita, tức là hành vi mà xấu xa hay hành vi mà không tốt chính là chúng ta đau khổ. Mà ở đây là manasa sucharita, bỏ cái ý ác mà trang nghiêm hay là làm tốt đẹp, thực hành tốt đẹp cái ý lành của mình. Thì đó là ý nghĩa mà chúng ta đã được nghe cái thức nghĩa, cho nên tính ra thức nghĩa ở đây. Trước nhất chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe một điều đó. Tư cách hành động của một người tu rất là quan trọng. Sa môn xốc xếch khó coi, nữ nhân chạy nhảy ngoài đường ai xem? Đây là câu mà Đức Phật nói lên dạy những tác phong, dạy lên những cái cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, cách sinh hoạt. Mà chúng ta biết ở cuộc sống xã hội, chúng tôi sẽ nhắc lại cái câu chuyện. Nếu như các thầy tỳ kheo mà đi đứng á, thứ nhất đi mà nói chuyện ồn ào náo nhiệt, mà đi mà kiểu như là gua khua dép, đi mà bọn bà mà nó đi mà làm như mà bệnh hoạn hay nặng nề gì, mà cái lết dép mà động cả làng cả xóm, thì cái tinh thần như vậy người ta khiển trách, tức là sao
con người đi không ý tứ, đi xẹt xẹt đi xẹt 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 xẹt, tức là gây nên một cái tiếng động quá lớn, và làm như thế thì gây một cái sự khó chịu cho người xung quanh. Ở đó tức là cái hành động không đẹp. Mà cái hành động không đẹp đó do ra từ đâu? Do từ cái tâm phẫn nộ, do từ cái tâm không có bảo vệ, do từ cái tâm tham ái, tâm phẫn nộ mà nó khởi sanh. Cái tâm phẫn nộ khởi sanh thì lời nói và hành động sẽ xuất hiện hành động xấu đó. Bởi cho nên giữ cái tâm, người nào gìn giữ được cái tâm á, cái tâm này á, quý vị biết là nó không dễ dàng gìn giữ đâu, mà chúng ta phải tập tu. Có chấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn. Chúng ta chấp ngã nhiều, chúng ta đau thương nhiều, chứ còn nó sẽ cứng rắn, nó sẽ giữ gìn hơn, nó sẽ ý niệm hơn, hơn là chúng ta buông trôi. Một cái ý nghĩa thứ hai về cái đời sống, về một pháp tướng sa môn mà Đức Phật ngài muốn dạy cho cái thầy tỳ kheo, phải biết rằng mình phải có một cái tư cách, phải có một cái hành động, phải có một sự đoan trang. Nghèo cho sạch mà rách cho thơm, chúng ta nhớ rõ như vậy. Nghèo cho sạch mà rách cho thơm, không phải xe xua, không phải làm ra vẻ ra dáng gì lớn lao, nhưng phải làm sạch và làm tốt cái thân và tâm của mình. Hành động mình không thể nào chửi bới mắng nhiếc người khác được. Chúng ta không thể nói cái lời nói thô tục, không thể nào vung tay đánh đập người khác. Và khi mà chúng ta khéo gìn giữ cái hành động của mình, tức là cái hành động về thân của mình, hành động về tâm của mình, về lời nói của mình, và cuối cùng Đức Phật đúc kết cái chỗ do tâm của mình đây mà nó sanh ra tâm khởi ác, là mình suy nghĩ ác. Bây giờ nếu như tâm mình tự nhiên bực bội người ta thì mình luôn luôn nghĩ xấu người ta, mà đừng bao giờ suy nghĩ xấu về người. Nếu như chúng ta nghĩ khởi sanh lên bực bội về người thì chúng ta không thể cười với người, không thể hoan hỷ với người, không thể tùy hỷ với người, mà chúng ta khởi lên cái ý niệm ác. Ý niệm ác này là trong đó có cái sân tật lận hối, trong đó nó có ganh tị, tật đấu, bỏng sáng, vân vân, nó khởi sanh lên. Thì chúng ta không thể nào kiểm soát, kiềm chế được cái tâm của mình, mà tâm luôn luôn nghĩ xấu về người ta. Khi tâm nghĩ xấu về người ta, cho nên mình hành động xấu và lời nói xấu. Do tâm dẫn đầu, mà câu pháp cú đầu thì chúng ta đã học đấy. Tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nói hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn theo con bật kéo xe. Đó rồi tâm ý dẫn đầu, tâm ý tạo tác, tâm ý hành động. Nếu nói hay làm bằng hành động thiện thì cha gia qua tô ba đăng, tức là như bóng không rời hình. Nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Chúng ta không được phép phê phán người khác. Tại sao không được phép phê phán người khác? Bởi vì khi chúng ta chưa hiểu rõ tâm của người. Và cái thứ hai nữa, chúng ta phê phán bằng một cái lời nói bực bội thì nó vô giá trị. Chúng ta đừng có bây giờ mà suy nghĩ ác về người, bởi vì lòng mình sẽ là lòng ác. Cho nên có tật mình hay đục trịch, mình cứ nghĩ người ta xấu như chính tâm xấu của mình. Mình nghĩ người ta làm sai nhưng như chính mình đã từng làm sai. Mình thấy người ta nói sai như chính mình đã nhiều lần nói sai. Mình nghĩ xấu người ta như nhiều lần mình đã nghĩ xấu về người. Cái do từ tâm của mình mà nó khởi sanh, cũng từ do tự tâm này sanh ra mà
bao nhiêu hành động, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu cái sự khổ đau trong cuộc đời, trong cái sự oán hận, trong sự buồn tủi ngút ngàn của tất cả chúng sinh là như thế. Chúng ta không được phép xem thường bất cứ một ai, dầu cho đó là một tội phạm, dầu cho đó là một người đứng trước pháp đình chuẩn bị chịu những cái đau, để xử trảm, chịu với cái hình phạt của pháp luật. Chúng ta nhớ, khi hành động tham ác, khi hành động sân ác của chính họ nó khởi sinh lên, họ đã làm nên những cái điều tội lỗi đó, liệu chúng ta, tâm chúng ta hiện tại chúng ta mát mẻ, tâm của chúng ta hiện tại chúng ta có sự kiểm soát, chúng ta đang ghê sợ cái tội lỗi, nhưng lúc đó cái sự sân si của chúng ta, liệu chúng ta làm ít hơn người hay là gấp 10 lần người nữa, vân vân. Thì đây chính là do tự chúng ta không được phép. Và kính thưa quý vị, ông cách xa hơn, bây giờ người ta nghèo, người ta khổ, bây giờ người ta không có cái trình độ, cũng có một khả năng mà chúng ta cười dè biểu, coi như là chúng ta cười khẩy người hay là xem thường người. Chúng ta biết trước kia, ngay trong hiện kiếp này, trước kia người ăn xin này, người đang thất thế này, người đang khổ đau này, trước kia sẽ là một công tử, sẽ là một tiểu tư, sẽ là một người đài cát, sẽ là một người có rất là nhiều quyền lực, hay là một người có rất là nhiều tiền, nhưng do cái nghiệp duyên mà chúng ta hay gọi đó là đổ thừa hoàn cảnh đó, hoàn cảnh và cái gì mà và theo số đời thì hoàng đổ thừa hoàn cảnh và đổ thừa số phận đó, là cái số phận họ nó lại là lưu lạc, nó lại là hiện hữu như thế này. Hay do tinh thần người hiểu biết Phật pháp thì cái nghiệp bây giờ họ phải trả như thế này. Thì như vậy, ở gần chùa chúng tôi thấy có một người xưa kia rất là giàu, quý vị biết giàu đấy. Họ mắng, họ chửi, họ nói ra tất cả mọi người khác, họ nói bằng một cái sự xem thường hết sức là tệ hại. Họ chỉ cho họ có tiền là được thôi, và họ không chừa bất cứ một cái gì, mắng nhiếc ngay cả luôn chùa chiền sư thầy, ta bổ trên đầu bổ xuống, chửi không còn cửa mà nói luôn. Thì ở đời này thì tất cả lúc đó mới cũng biết rằng rồi chờ đi, rồi sẽ hiểu được cái sự khổ đau trong cuộc đời. Thì quý vị biết là bây giờ họ đã thất bại, đương thời họ tiền của khủng khiếp, đất đai cũng như là muôn ngàn luôn, nhưng mà bây giờ là quý vị biết là cái nhà ở cũng đã cầm cố ngân hàng, bệnh nằm một chỗ không lắc lư gì được hết, chết và chết không được, mà sống sống không yên. Ngày xưa thì quanh quanh liệt liệt, thì bây giờ nằm đóng. Chính đây là những cái hành động trước mắt, đây những cái quả đó trước mắt, mà cái đó đó chính là họ vậy chứ, họ bị trả quả nhãn tiền đâu phải không? Thì mình cũng chưa có hiểu biết được cái nghiệp quả, nhưng thấy trước mắt, hành động trước mắt, đời cha ăn mặn thì đời con uống nước. Nói như vậy có nghĩa như thế nào? Là những chúng sinh cộng nghiệp với chúng ta phải trả. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ rằng là nghĩ người ta như thế này thế nọ. Bây giờ người ta khổ đó, nhưng điều mà trước kia người ta tốt đẹp đó, bây giờ người ta tốt đẹp đó, mình cũng đừng phải sợ khiếp sợ người ta. Mình không có xem thường người khác, mình không có phải khiếp sợ người ta, tất cả do cái duyên cái phước người ta có. Mình không có thì mình đang tạo đây, mình đang làm đây, chứ mình không phải khiếp sợ. Chúng tôi muốn nói như thế đấy, có nghĩa là phải tạo một cái tự tin cho chính mình. Chứ phải mình thấy người ta như vậy, cái mình nghĩ từ làm sao mình có được cái này, làm sao mình được như họ như thế kia. Tất cả là do chúng ta quân tập, do chúng ta tu mà chúng ta có được, do chúng ta quân tập mà chúng ta sẽ thành tựu. Dạ. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, đây là một cái sự chúng ta không được xem thường một người nào hết, và cũng đừng có phải khiếp sợ một người nào hết, bởi vì tất cả là do cái phước, cái duyên của người ta. Anh hay hơn tôi, anh nhanh nhẹn hơn tôi, anh đẹp hơn tôi, anh giàu có hơn tôi, anh giỏi hơn tôi, thì anh có cái phước duyên hơn tôi thôi, chứ cũng chả có cái gì mà phải sợ. Mà bởi vì sao?
bi mà đâu phải mình sống nhờ người ta, mà đâu phải mình phải phải bị người ta coi như là trọn quyền, coi như là điều khiển mình đâu mà phải lo. Có những người khiếp sợ như vậy rồi cho họ không giữ cái bình tĩnh, họ không có giữ được cái tư cách, cái hành động của chính mình. Cái điều đó là không nên, mà chúng ta bình tâm bình tĩnh, và chúng ta cũng không được phép xem thường bất cứ một ai. Sống một cách hòa đồng, sống một cách nhẹ nhàng, sống một cách đơn giản thì chúng ta sẽ được tốt. Rồi mặc cho thế sự thăng trầm, mặc cho cái chuyện gì đó nó nói mình như thế nào, thì đó chỉ là người ta có được quyền nói, người ta được quyền suy nghĩ, nhưng chúng ta không được quyền suy nghĩ xấu về người. Người khác có thể nghĩ xấu về mình, nhưng mong rằng mình đừng suy nghĩ xấu về người. Người khác có thể chửi mình đừng chửi người. Người khác có thể đánh đập mình đừng đánh đập lại người. Đây chính là cái tu để mà dừng lại cái phẫn nộ. Mong rằng tâm mình sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ nói với từ tâm, không nói với sân tâm. Mình sẽ làm với từ tâm, không làm với sân tâm. Mình không suy nghĩ với ác tâm, mà mình luôn luôn suy nghĩ với từ tâm. Nó khó nhưng đều cứ tập. Nếu như ý chúng ta suy nghĩ nghĩ ác, nghĩ bực bội người ta, chúng ta chưa nói, chúng ta không nói ra cũng còn đỡ hơn là chúng ta nói ra. Rồi ý chúng ta suy nghĩ như chúng ta lại kiềm chế được, không đánh đập, thì đây cũng chính là một điều hết sức tốt đẹp này. Quý vị nhớ như thế. Chứ còn bây giờ vừa nghĩ ra là đánh là đập, nghĩ ra là chửi bới, nghĩ ra là xúc phạm, là gieo lên những cái lời nói nặng nề, thô tục, vân vân. Nhưng chúng ta phải biết rằng, chúng ta phải biết cách nói, biết cách phản ứng, chứ không phải là chúng ta im lặng. Im lặng một cách sợ sệt, im lặng một cách ngu si, im lặng một cách không có biết cách, thì đó cũng phải là một cái người tu thật tốt đẹp. Không phải là ngồi cứ im lặng mãi rồi chẳng có biết nơi nào, không có một đường đi lối về gì hết trơn, cứ ồ cạp cạp, mặc cho người ta đá, mặc cho người ta xem thường mình, mặc cho người ta coi như là không có hiểu biết gì về mình. Ở đây chúng tôi nói rằng là không phải là hiểu biết để người ta tôn trọng mình là cái gì, nhưng mình nói cho người ta biết đủ rồi. Thì đây chính là cái điều đó, đó hiền là hiền như vậy, chứ phải hiền chúng ta gọi hiền như ông Bụt. Nó hiền như ông Bụt là sao? Là Phật ngồi cao trầm hương hút khối đó. Nhưng còn con ở đây nè, Phật ngồi cao có biết chúng con đang đau khổ, Phật ngồi cao có biết chúng con đang khổ sầu trong lòng nơi đây, vân vân. Thì cái giá trị mà ngồi im như ông Bụt, nếu mà chúng ta tu tập một cách thượng thừa là phải như vậy đó. Nhưng chúng tôi đang nói trên một kỷ niệm của thực tế để mà chúng ta tu tập. Nhưng nếu mà nói ra cho người ta nghe mà người ta hiểu á, nếu người ta hiểu được thì thôi, còn nếu người ta không hiểu thì đừng nói nữa. Bởi vì sao vậy? Những con người đó là những con người không có có thể sửa chữa, nó cũng không thể làm những cái điều tốt được. Dạ. Rồi chúng ta bỏ qua, đừng có quan tâm, đừng có suy nghĩ. Dạ. Và kính thưa quý vị, cái Đức Phật ngày khiển trách các thầy tỳ kheo lục quận hành động lời nói ồn ào náo nhiệt, mà trong khi đó ngày thiết lập cho một người đệ tử một cái đời sống có tác phong, có một tư cách rõ ràng. Cái câu pháp cú này cũng rất là hữu duyên. Hai ba câu này năm nào chúng tôi cũng đi ngang hết những cái câu này, chúng tôi còn nhớ rõ. Từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, và từ cái ăn, cái mặc được Đức Phật ngày chỉ dạy một cách tường tận hết. Chúng ta nhớ như vậy, Đức Phật ngày chỉ dạy cho các thầy tỳ kheo một cách tường tận hết. Ăn phải ăn như thế nào, mặc phải mặc như thế nào, và tất cả sinh hoạt đều được Đức Phật ngày chỉ dạy hết. Và chúng tôi thường thuyết pháp, chúng tôi nói cho vị nghe đó, nghĩ là phải kính thương Đức Phật vô cùng. Từ cái ăn cái mặc không phải chuyện mà coi như là pháp môn tu tập, mà dạy cho những người đệ tử cách sống ở xã hội của người đại gia phải như thế nào, người xuất gia phải như thế nào, lời nói hành động, ý nghĩ việc làm, và trong cái sinh hoạt. Quý vị nói, chúng tôi đã nói, chắc quý vị trong này có một số người sẽ nghe, một số người chưa nghe. Nghe cả cái chuyện ăn mặc, đi đại tiện, tiểu tiện, ngài cũng gọi là
cũng chỉ dạy nữa. Đi đại tiện ai đi trước thì người đó đi đến trước. Đi đến đó phải gõ cửa hay phải đằng áo, chứ không phải là mở, mở là vào, hãy đi thẳng vào. Mà có tư cách con người sống có một cái văn minh, có một cái văn hóa vô cùng lớn đã được Đức Phật ngài thiết lập cho người đệ tử. Y áo phải trang nghiêm, chứ không phải là mặc coi như như là y cũ cũ đó chết rồi, cứ từ từ và từ lên tới sơn xuống đen đen hôi hôi dơ dơ, cái đó là coi như là các bậc chân tu xuống đời. Còn người nào đó mà coi như là không phải như vậy, có nghĩa là không phải là chân tu, thì con người của mình á, cái đầu nghĩ á, là tu á là phải là bần tăng phải khổ sải, đúng gọi là bần tăng, nhưng không có bần tiện, không có bần hàng. Chúng ta nhớ rõ là con người bần khố, nghèo, chứ không phải là con người bần tiện, tức là ti tiện, nhơ nhóc, và bần hàng, tức là kẻ hàng vi mà phải chịu thua trước cuộc đời, phải như vậy. Hay lắm quý vị. Cho nên rồi tỏ vẻ là con người mình, có số người tu nói đây là bần tăng, đây là khổ sải nghe, ở đây là chùa nghèo, chùa giàu gì vân vân. Người ta nói như vậy để người ta che chắn cái điều đó, nó không có hay. Chứ sự thật ra các Đức Phật ngài không có cho cái tinh thần đó, mà ngài biết ngài dạy cho người đệ tử nghèo cho sạch mà rất cho thơm. Y khi nào vá, khi mà phải vá mặc y cho nó sạch sẽ, cho đàng hoàng. Cho đến quý vị biết trong luật còn ghi mà vị tỳ kheo phải tắm, nếu như không tắm là sẽ phạm luật. Nghe lạ quá không quý vị? Bao nhiêu thời gian thì vào mùa đông hay vào mùa thì có thể không tắm không giặt gì, nhưng điều mà đại khái là tạo cho mình nó có một cái, nó có một cái tác phong sạch sẽ và tươm tất. Cũng vậy, cái lời nói, cái đi đứng, thường tỏ đã rất nét rồi. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn rạng đông. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ con thấy sư đã trở lại đạo tràng. Dạ sư có nghe được âm thanh của con. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bích Thai. Dạ Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ thường tỏ Tuệ Quyền có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư ạ. À. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi, sư có dạ sa thú, con kính dâng mít đến sư.
Rồi, chắc quý vị nghe lại rồi, phải không? Dạ, quý vị nghe lại rõ rồi hả? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, dạ, cảm ơn. Cho nên từng cái ăn mặc, cái đi đứng, cái nằm ngồi luôn luôn được Đức Phật ngài dạy những người đệ tử. Mà ngài dạy tới cái gì? Hôm nay là dạy về cái tâm ý. Mình phải luôn luôn phòng hộ. Đừng để cho nhận, đừng để cho phẫn nộ, đừng để tham ái. Như cả tham ái, tức là tham tật kiến cái mạng, sân tật lận hối nó khởi sinh đến trong tâm ba. Khi nó hại, khi nó khởi sinh lên như vậy thì chúng ta sẽ làm những cái điều ác. Mà khi chúng ta tu tập, chúng ta từ bỏ nó đó, thì nó khởi lên những ý thiện lành. Tức là ý là trong đời sống của mọi con người, chúng ta nói dễ làm khó. Chúng ta suy nghĩ thì nó dễ, nhưng để thực hiện thì nó rất khó. Người ta sẽ nói như vậy, nói hay chứ làm chưa hay, hoặc là lời nói và hành động không có đi đôi. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống này chúng ta đừng có suy nghĩ về người. Bây giờ mà 10 điều mình làm được một điều cũng tốt, 10 giới mình giữ được một giới tốt hơn là không có giữ giới nào. Trong 10 điều giữ một điều cũng là tốt. Cái tinh thần tu nó là như vậy, chứ không phải là tôi phải như thế này, phải như thế kia thì xét lại cuộc tu của mình. Mình bị mất cái này thì mình lắp lại cái kia. Hôm nay mình có thể không làm được, nhưng ngày mai mình có thể làm được. Bây giờ mình chưa có thể từ bỏ được, chứ ngày mai có thể từ bỏ được. Bây giờ mình chưa có thể hoàn chỉnh được, nhưng ngày mai có thể hoàn chỉnh được tốt. Cái sự chuyển đổi, cái sự chuyển hóa, cái sự tu tập của thân này, của tâm này là một thể tài rất lớn, là một con đường rất là dài để dạy, để chỉ, để bảo cho chúng ta đi trên cái con đường đi. Chứ không phải là chúng ta muốn là giữ được này không. Đức Phật ngài để thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì trải qua, đó là đi con đường nhanh nhất rồi đó, là 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Có những vị đức tin qua 8 A Tăng Kỳ và rồi quý vị nghe lại được chưa? Dạ nghe lại chưa? Dạ cảm ơn rằng đông nhiều. Cảm ơn quý vị, mình sẽ kỳ quá.
mới bên nay bên đó xuất hiện và cảm ơn trần đạo. Một bữa kia thì chúng tôi mới nói cái chương trình này thì nó rất là nhanh, nó rất là rõ. Bây giờ thì chút xíu sau cái nó lại là bị cái rớt mạng một cái rồi không nghe nữa. Vô thì nó lại không cầm biết được, phải chạy ra mà chạy vô. Thì kính thưa quý vị, đó thì cũng như ở trong cuộc đời này, nó vốn là cái nghịch duyên một chút xíu như vậy. Đầu tiên thì trời bực bội quá, phải dẹp luôn. Nhưng rồi không sao, cái nghịch duyên đó cũng là cái tu đó quý vị. Trời ơi, mạng nó yếu quá, chạy vô chạy xuống là bực bội với cái nhà mạng này. Nên chúng ta cứ la lối ông sầm. Thì sự tình nó cũng như thế. À thì ta nó nghịch duyên hay là nó thuận duyên là như thế. Thì tự nhiên mình cảm thấy rất nhẹ nhàng. À, thì thôi, chịu khó mình chạy ra chạy vô. Hàng ngày như mọi ngày nó là như thế. Mà chúng ta có một sự suy nghĩ, chứ bây giờ chúng ta bực bội có thể giải quyết được hay không? Không. Bình kia đã vỡ nát rồi, chẳng hề lành lại khi có những lời thở ra. Sự tình nó đã xảy ra rồi thì chúng ta biết đối diện và đón nhận nó, thì mọi việc nó sẽ được tốt đẹp. Và trong cuộc đời này, không chỉ riêng cái sự tình trong cuộc đời, nó chỉ là một cái sự đổ vỡ, nó là một cái sự tốt, nó là một sự xấu, mà nó là một hình thái khác nữa. Nó là cái gì? Nó là được thua mất còn. Hôm nay tâm của người vui thì mọi việc thấy vui, hôm nay tâm của người phiền não thì thấy mọi việc nó phiền não. Thì chúng ta cũng biết à, ví dụ gần một cái người thân của mình là vợ, là chồng, là anh, là chị, là cha, là mẹ, là con, là cái, khi thấy tình huống đó biết à, tâm của hôm nay mô Phật, không như là tâm của mẹ, tâm của vợ, tâm của chồng, tâm của con cái gì đó đang bất thường. Khi ta nói ra mình nghe nó khó chịu bực bội thì thôi, hiểu và tham nhẫn vượt qua bằng cái niệm từ bắt đầu. Trong gia đình quý vị kìa, những người xung quanh của chúng ta đó, đó là những cái chuyện chúng ta cảm thấy hết sức là bình thường, nhưng nó cũng rất là phi thường, nó cũng rất là dịu thường khi mà chúng ta biết cách xử lý. Rồi mới đi ra bên ngoài, cuộc đời con người bên ngoài thì nó lại càng khác hơn. Cho nên ở đây cái sự tu tập đòi hỏi tất cả chúng ta một cái sự kham nhẫn, một cái sự hiểu thấu, một cái buông bỏ và một cái sự không có chấp ngã với tùy duyên, cái thuận cảnh. Bây giờ chúng ta đang bực bội đi, mà trong giữa hội chúng thì tự nhiên mình quát tháo, mình la lối ung sùm, không có giống ai. À, đây chính là một cái tu thôi im lặng. Nó nhiều lắm. Mà ý cái gì? Ý mình được kiểm soát, ý mình được giữ gìn thì nó đẹp biết mấy. Khi mà cái sân hận, cái cô thá, cái sự nóng giận nó khởi lên, cái bực bội, cái khó chịu, thì chính khi mà cái tâm sân theo ví dụ pháp, tức là cái gì? Là cái lòng bực bội, cái sự khó chịu, cái sự khó chịu của nó, mà cái đối tượng của sân tâm á, đó là sự bực bội. Mà sự bực bội này được thể hiện tức là cái gì? Một cái sự phá nát, một cái sự, cái cảnh đó nó không tốt. Cho nên tâm tư của người đó khởi lên ý nghĩa không tốt. Khi bực bội thì lời nói nó không tốt, thì hành động sẽ phá hủy nó. Mà khi sân tâm á, là cái hành động mà chúng ta thấy đập đồ, đập đạc, la lối sùm, rồi như thế này cái kia, hùng hổ, thì đó chính là cái xấu của sân tâm. Rồi đến khi nhớ biết ra được, hối hận, trời ơi mình nóng mình làm sai rồi, mình nóng mình làm sai rồi, thì nó quá muộn màng. Quá muộn, trễ chuyến rồi, trễ chuyến phà rồi.
tàu đã ra đi, tàu đã rời bến, những hành động việc làm của mình nó không còn có thể cứu chữa được, nó không còn có thể vớt vát lại được. Cho nên ở đây chúng ta thấy phải gìn giữ ý mình, mình phải gìn giữ, mình giữ nó để làm gì, kính thưa quý vị? Để không bị phẫn nộ, hay khi phẫn nộ rồi thì chúng ta biết nói theo pháp tu theo tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là tu theo thiền quán, tâm mình đang niệm tội, đang sân tâm. Sân tâm này nó là quỷ diệt đối tượng. Sân tâm này sử dụng những lời nói chửi bới, sử dụng phần thân này đến đập chửi bới, nguyền rủa và gây đau khổ cho người. Xuống bớt đừng có sân, bỏ qua đi, tu đi. Nó khó đó quý vị, nhưng điều mà nếu như chúng ta biết chú ý một chút xíu thì chúng ta cũng sẽ làm được. Mà một lần làm được sẽ nhiều lần khác làm được. Tại chúng ta không chịu làm thì nó bỏ qua, là trễ chiến rồi, trễ phà, trễ đò. Còn nếu như chúng ta chịu làm thì lúc nào cũng sẽ làm được, lúc nào cũng có thể làm được hết. Nếu đã lỡ làm thì thôi cố gắng để thu thúc, cố gắng để giữ gìn trong tương lai. Thì cái ý nghĩa của cái gì, của cái lòng tàm và lòng quý ghê sợ, và cuối cùng lòng tàm là hổ thẹn tội lỗi của mình, và từ nay mới dứt bỏ được. Dạ. Thì kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay câu pháp cú số 233 dạy rằng là giữ ý đừng có phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành hay thiện lành. Thì từ bỏ ý nghĩ ác là ý nghĩ nó sẽ thiện lành, đó chính là một sự tu tập để trang nghiêm tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình để được tốt đẹp. Và từ chúng ta trang nghiêm được tam nghiệp đó, từ hành động cho đến lời nói cho tới suy nghĩ, tức là Achat Tangwa và Hithawa Olarikangwa Sukumangwa, tức là bên trong, bên ngoài, và bên ngoài lẫn cả bên trong đều được tốt đẹp, là phải tam nghiêm, phải trang nghiêm tam nghiệp của mình. Mình xin có đôi điều trình bày qua các phúc cú số 233 là như vậy. Nếu có điều chia sẻ các kinh nghiệm mong tình thì quý vị quan hệ cho kính dân và phát đại một điều trình tích, tức là tuyên vương các vị chư thiên một điều trình pháp, nhưng cho các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như ở tại các nơi của quý vị xin được an lạc, xin được tấn quá của kính dân phật phước này là được bậc thầy tổ hay là ngài hòa thượng tịnh sự, ngài Vũ Hạnh, ngài Pháp Tuệ, ngài sư trưởng cùng với sư huynh, tất cả những thân bằng quyến thuộc của chúng tôi và những người hữu ân của với tất cả quý vị xin được an lạc, xin được tấn quá và được tiến tu nơi Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Sa Ca Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa.